Ngày 8 tháng 8 năm 1981, Thụy Sĩ đón chào Roger Federer. Con lang quân vợt có hình bóng của một huyền thoại. Có lẽ Federer sẽ chơi bóng bàn nếu không có Boris Becker. Từ năm 4 tuổi, cậu bé sinh tại Basel đã bắt đầu dán mắt vào Becker trên TV hàng giờ đồng hồ. Chỉ 2 năm sau, ông Robert Federer và bà Lynette đã nhận ra điều đặc biệt của con trai mình và đưa cậu bé tới gặp huấn luyện viên Adolf Kapowski. Cũng chỉ đến năm 14 tuổi, Federer đã bắt đầu vượt lên chúng bạn, được mời đến Eppulen, nơi tập trung của đội tuyển Thụy Sĩ, và nhận những sự đầu tư đặc biệt. Kết thúc năm 1998, với vị trí số 1 trẻ thế giới, Federer bắt đầu có những bước dài trên con đường chuyên nghiệp. Kể từ thời điểm này, anh nhanh chóng lọt top 100 chỉ sau một năm gia nhập ATP. Không giống như những tay vợt khác, những bước tiến của Federer tuy chậm nhưng cực kỳ ổn định. Đó là thành quả của quá trình chăm chỉ để đưa cú trái một tay, vốn được coi là khó nhất trong các kỹ thuật cơ bản, trở thành thương hiệu trong thời gian dài, và lối chơi thần tốc đến từ những cú giao bóng khó lường cùng khả năng lên lưới vô cùng gọn gẽ. Cũng từ đó, người ta gán cho anh biệt danh tàu tốc hành. Dấu mốc quan trọng nhất của huyền thoại nắm trong tay 17 Grand Slam này chính là năm 2003, năm anh có Grand Slam đầu tiên khi vượt qua Philippe Pogic tại chung kết Wimbledon. Mặt sân cỏ nước Anh cũng chính là nơi để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho Federer. Chiến thắng trước Andy Roddick tại chung kết Wimbledon 2004 đã đưa anh lên ngôi số 1 thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp. Thế nhưng cũng phải mất tới 6 năm, Federer mới có thể hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam. Anh giành chiếc vô địch Pháp mở rộng đầu tiên sau khi vượt qua Söderling. Đây cũng là chiếc cúp duy nhất của anh tại mặt sân này. Năm 2011 không phải là năm của Federer khi anh không giành được Grand Slam nào. Tưởng chừng như câu chuyện vĩ đại của anh sẽ khép lại. Nhưng tới năm 2012, tay vợt 33 tuổi, một lần nữa, lại giành Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp và vẫn là Wimbledon. Kể từ đó, dù đã không còn ở đỉnh cao bởi đã ngoài 30 tuổi, nhưng Federer vẫn đều đặn góp mặt ở các giải đấu lớn. Giờ đây, sau 17 chiếc vô địch Grand Slam, tổng cộng 88 danh hiệu ATP lớn nhỏ và hơn 300 tuần đứng ở vị trí số 1 thế giới, anh được coi là huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt. 2016 có lẽ là năm đáng buồn, không chỉ với Federer mà với cả những người yêu lối chơi của anh. FedEx với việc phải điều trị chấn thương đã kết thúc sớm năm 2016 vào tháng 7 khi chỉ chơi được có 28 trận. Lần đầu tiên từ năm 2001, anh không giành được bất kỳ một danh hiệu cấp độ ATP World Tour nào. Và cũng vì lý do này, lần đầu tiên sau 13 năm, Federer văng khỏi top 4 để xuống vị trí thứ 7. Có lẽ đây là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của Federer. Anh đã ngoài 35 tuổi và chắc hẳn cũng đã có những kế hoạch nhất định để chăm lo cho gia đình, nhất là khi cô vợ Mirka lại tiếp tục tặng anh một cặp song sinh nữa là hai bé trai Leo và Lennart. Vắng Federer, làng banh nỉ hụt hẫng và chắc hẳn người hâm mộ cũng không muốn chứng kiến FedEx trở lại với những thất bại. Tuy nhiên lúc này đây, với họ, chỉ cần được nhìn thấy Federer, thấy những cú bung trái huyền thoại trên sân đã là viên mãn lắm rồi.